Sau đây, em xin mời quý thầy cô xem video trái đất tự quay quanh trục và sự luân phiên ngày đêm. Sau đó trả lời 4 câu trắc nghiệm với thời gian mỗi câu là 30 giây. Kính mời quý thầy cô xem video. Chúng ta biết trái đất tự quay quanh trục theo hướng từ Tây sang Đông. Một trong ba vòng này đều quay một vòng hết 24 giờ. Và 24 giờ đó thì tất nhiên là vòng lớn nhất sẽ có vận tốc lớn nhất. Cho nên tại xích đạo vận tốc là 464 m trên giây, còn ở tại cực là 0 m trên giây. Nhưng làm sao chúng ta biết được trái đất tự quay quanh trục và có sự luân phiên ngày đêm? Chúng ta ngắm bầu trời, thấy mặt trời lên cao vào buổi sáng và lặn vào buổi chiều, tối. Thế rồi đến đêm là mặt trăng và các vì sao. Tương tự như vậy, chúng ta nhìn trái đất từ bên ngoài vũ trụ, thấy trái đất có hình khối cầu, luôn được mặt trời chiếu sáng một nửa, còn một nửa không được chiếu sáng, và thế đã sinh ra ngày và đêm. Do trái đất tự quay quanh trục nên mọi nơi ở bề mặt trái đất đều lần lượt được chiếu sáng rồi lại chìm vào bóng tối, gây ra hiện tượng luân phiên ngày đêm. Đồng thời nhờ nhịp điệu ngày đêm kế tiếp nhau nên sự phân bối bức xạ mặt trời trên bề mặt trái đất được điều hòa. Tiếp theo, mời quý thầy cô chúng ta trả lời các câu trắc nghiệm. Mời quý thầy cô ghi ra giấy. Câu số 1: trái đất tự quay quanh trục từ Tây sang Đông trên một vòng quay với thời gian là A. 1 giờ, B. 12 giờ, C. 24 giờ, D. 1 năm. Mời quý thầy cô đến với câu số 2. Vận tốc tự quay của trái đất có xu hướng A. tăng dần từ xích đạo về cực, B. giảm dần từ xích đạo về cực, C. đều nhau ở mọi nơi trên trái đất, D. tăng giảm không đều. Tiếp theo, mời quý thầy cô chúng ta đến với câu số 3. Trái đất tự quay quanh trục có hiện tượng gì? A. sự luân phiên ngày đêm, B. ngày đêm dài ngắn theo mùa, C. ngày đêm dài ngắn theo vĩ độ, D. các mùa trong năm. Mời quý thầy cô làm câu cuối cùng, câu 4. Nguyên nhân của sự luân phiên ngày đêm: A. trái đất có hình khối cầu, B. trái đất tự quay và chuyển động xung quanh mặt trời, C. trái đất có hình khối cầu và tự quay quanh trục, D. trục trái đất nghiêng trên quỹ đạo. Đáp án chính xác đó là 1C. Quý thầy cô lưu ý, khi trái đất tự quay quanh trục theo hướng từ Tây sang Đông trên một vòng quay, mất thời gian là 24 giờ. Câu số 2. Quý thầy cô chúng ta xem đáp án, đó là 2B. Vận tốc tự quay của trái đất sẽ có xu hướng giảm dần từ xích đạo về cực. Câu số 3. Trái đất tự quay quanh trục có hiện tượng gì? Vâng, là đáp án A, sự luân phiên ngày đêm ạ. Đáp án chính xác. Mời các em chúng ta đến với câu cuối cùng. Nguyên nhân của sự luân phiên ngày đêm đó là do trái đất có hình khối cầu và tự quay quanh trục. Như vậy, chúng ta đã biết được đáp án. Như vậy, hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của trái đất sẽ sinh ra hệ quả đầu tiên như video và cái phần đáp án của quý thầy cô chọn á, thì hệ quả đầu tiên đó là sự luân phiên ngày đêm. Do trái đất hình cầu và tự quay quanh trục sẽ sinh ra có lúc ban ngày và đêm. Ban ngày thì quý thầy cô sẽ nhìn thấy mặt trời. Ban đêm thì chúng ta thường thấy chủ yếu đó là mặt trăng. Chính sự tự quay quanh trục như thế đã sinh ra sự luân phiên ngày đêm. Và tiếp theo, mời quý thầy cô chúng ta nhìn vào trong sách giáo khoa trang 20-21 cho biết hệ quả chuyển động tự quay của trái đất cần thêm những hệ quả nào. Mời quý thầy cô nào biết đáp án mở mic và phát biểu. Thưa thầy, em xin trả lời là theo em thì con xảy ra hiện tượng nữa là sự lệch hướng ạ, lực Coriolis ạ. Rồi, cảm ơn cô. Và các em chúng ta chú ý, khi mà mở sách ra thì chúng ta sẽ thấy ngay có hệ quả thứ hai, đó là giờ trên trái đất và đường chuyển ngày quốc tế. Thứ ba đó là sự lệch hướng chuyển động của các vật thể. Và sau đây thầy mời các em tiếp tục đến với
nội dung thứ hai, hệ quả thứ hai. Đến trước khi đến với hệ thứ hai, thầy mời các em xem bản đồ các múi giờ trên trái đất. Nhìn qua bản đồ các múi giờ trên trái đất thì chúng ta thấy người ta chia bề mặt trái đất ra làm 24 múi giờ. Và chúng ta thấy có múi giờ không đi qua kinh tuyến không độ. Và như vậy, nếu tính về múi giờ này thì chúng ta sẽ thấy được, ngoài trên bản đồ thì các em lưu ý nhìn trên bảng chú giải, chúng ta thấy dấu cộng giờ sớm hơn giờ GMT, thứ hai dấu trừ là giờ muộn hơn giờ GMT. Trên bản đồ từ múi số 0 chúng ta đi về phía bên phải thì chúng ta thấy cộng 1, cộng 2. Như vậy, ở đây chúng ta thấy là múi giờ sẽ tăng thêm. Và qua bản đồ múi giờ này thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm là múi giờ múi giờ GMT là gì. Ngoài ra thì còn trong sách giáo khoa còn khái niệm thêm là giờ địa phương, giờ mặt trời. Mời các em chúng ta đến với nội dung 2. Dựa vào sách giáo khoa, có thể khái niệm cho thầy về giờ địa phương hay giờ mặt trời. Rồi mời em nào phát biểu thì chúng ta mở mic ạ. Và bên cạnh đó thì nếu chính giờ như ở bản đồ múi giờ trên trái đất thì lúc nào ở mỗi múi cũng thấy hai ngày lịch khác nhau, cho nên người ta quy định đường chuyển ngày quốc tế, đó là kinh tuyến 180 độ. Và để hiểu rõ hơn, thầy mời các em quan sát hình các múi giờ trên trái đất. Thứ nhất là các múi giờ trên trái đất người ta chia ra 24 múi giờ. Múi đầu tiên người ta đánh múi số 0, sau đó đi về phía đông, đánh múi 1, múi 2, vân vân, cho đến múi 20, 23, sau đó là múi 24, đồng nghĩa với múi 0, tương ứng với 24 giờ khi trái đất tự quay quanh trục. Chúng ta thấy người ta chọn kinh tuyến đi qua không độ sẽ xác định đó là kinh tuyến gốc qua chọn múi 0, và cứ đi từ theo hướng múi từ theo hướng mũi tên nhìn trên hình thì các em thấy là múi giờ đi theo hướng này sẽ là múi tăng. Ví dụ đi từ múi 0 cho đến múi 1, múi 2 là múi tăng. Còn trường hợp sẽ đi từ các múi, ví dụ như từ múi, ví dụ như múi 3, rồi múi 2, múi 1, múi 0, múi 23, múi 22 thì chúng ta sẽ thấy là múi giảm. Cứ tăng một múi sẽ cộng 1 giờ, giảm một múi sẽ trừ 1 giờ. Và để thuận tiện cho việc tính múi giờ trên trái đất thì người ta chọn đường kinh tuyến chuyển ngày quốc tế, đó là kinh tuyến 180 độ. Các em quan sát hình. Nếu đi từ phía đông sang phía tây qua kinh tuyến 180 độ sẽ cộng 1 ngày lịch. Ngược lại, nếu đi từ phía đông sang phía tây qua kinh tuyến 180 độ sẽ trừ 1 ngày lịch. Và thông tin này trong sách giáo khoa ở trang 21 có, các em về tham khảo tìm trong sách giáo khoa. Và sau đây thầy mời các em xem mô hình đồng hồ tính giờ quốc tế. Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào đồng hồ này, chúng ta sẽ tính giờ ở các cho các múi trên trái đất. Bây giờ các em quan sát đồng hồ tính giờ quốc tế. Ví dụ các em nhìn vào múi số 0, lúc này là 16 giờ, thì chúng ta sẽ biết được các địa điểm ở các múi khác là mấy giờ. Múi số 0 lúc này là 16 giờ, thì múi 7 lúc này là mấy giờ? Chúng ta nhìn vào đồng hồ phía trong thì chúng ta thấy lúc này là... Rồi mời bản quyền à. Thưa thầy, là cái múi thứ 7 thì 23 giờ. Rồi, cảm ơn quyền chính xác. Và bây giờ chúng ta sẽ cho một ví dụ khác. Lúc này chúng ta sẽ cho múi 0 là 5 giờ, cụ thể là ngày 30 tháng 8 năm 2021. Cho biết múi 7 là mấy giờ ngày tháng 5. Mời em nào xưng không? Chúng ta sẽ trả lời tương tự như bạn quyền. Thì chúng ta nhìn vào lúc này múi 7, người ta hỏi múi 7 là mấy giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta trả lời và chúng ta sẽ biết được đáp án. Vẫn là 12 giờ ngày 30 tháng 8 năm 2021 luôn thầy. Rồi, em có thể thông tin tên của mình? Dạ, em tên Hà Thị Cẩm Chi, của giáo viên của trường Phạm Hùng của tỉnh Vĩnh Long ạ. Rồi, cảm ơn cô Chi rất là nhiều và chúng ta sẽ xem đáp án.
chính xác, muối 7, 12 giờ ngày 30 tháng 8 năm 2021. Và khi lưu ý tính đồng hồ, nhìn vào đồng hồ tính giờ quốc tế thì các em lưu ý, chúng ta tính nếu mà giờ nó chưa qua giờ không thì nó sẽ cùng ngày, còn nếu qua giờ không thì đó là ngày hôm sau, còn trước giờ không là ngày hôm trước. Và nhìn vào mô hình đồng hồ tính giờ này, các em về nhà có thể tự thiết kế đồng hồ này và sau đó chúng ta quay đồng hồ. Ví dụ như mình biết Việt Nam mình là muối 7, mình nhìn trên đồng hồ ở Việt Nam của mình là mấy giờ, thì các em sẽ biết được ở các quốc gia khác lúc này là mấy giờ. Tương tự các em đi thấy các địa điểm ở điểm du lịch hay là ở khách sạn, chúng ta thấy có rất là nhiều đồng hồ tính giờ, cho nên các em về vận dụng làm cái mô hình trên và chúng ta sẽ biết được giờ các nơi trên trái đất.